quay nên gãy cần đấy, cứ để nó dây chứ còn sầu còn lâu mới đến nơi. Đây nè, à to đấy, to đấy, con này chắc là khoảng cân cân thôi. Lại gửi cho bạn Nâm, lại gửi cho bạn Nâm. Sức may thì tao gửi cho ông Nâm ngay. Thì chạy cái vợt chú bé quá, đéo dắt vừa vợt. Này 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 rồi. Rồi. Gửi cho Lâm ngay. Đây, à đây anh em ơi. Hôm nay mùng 10 à? Mùng 10 tháng 3 đây. Ông mẹ. Chốt lại mùng 8 tháng 3 giờ mùng 10 đi để đánh cá tươi về ăn nhìn chưa? Chắc hai anh em được lắm này khoảng 15 cân thôi. Đấy. Nào thuyền toàn cá là cá đây. Nhìn chưa? Con này to này, con này cân này. Con này to nhỉ. Con này trứng luôn. Con này trứng chậm chậm to luôn. Con này nó trứng trứng béo hoặc là mới đẻ. Ok.